Hello bà con, chào mừng bà con đã đến với một chuyên mục mới của Mọt. Chuyên mục bóc phó to đùng của nhà Mọt. Vốn dĩ, mình chỉ tính đặt mọi thứ ở soi game thôi. Nhưng mà nhiều anh em bảo là lắm lúc họ thích hóng phốt nhiều hơn, thế nên là thể theo yêu cầu, phốt ra đời. Đây cũng là chuyên mục mà Mọt cùng các bạn bình luận, nghiên cứu hóng các phốt to, phốt nhỏ trong cộng đồng game mobile nói chung. Hôm nay sẽ là số đầu tiên, Mọt sẽ cùng anh em đi soi ông lớn Tencent, hay còn được biết đến với cái tên rất là Việt Nam, 10 xu. Úi giời! Nhắc tới 10 xu là ta nhắc tới những công ty con triệu đô, những tựa game đình đám với các siêu phẩm vàng danh thế giới như Riot Games có Liên Minh Huyền Thoại, Supercell với Heyday, Clash of Clans, Netmarble với Lineage 2 Revolution, Seven Knights, Gen Z. Trời ơi quá trời quá đất nhiều luôn. Thế nhưng, giàu lắm, to lắm, khủng lắm cũng là đi kèm với tai tiếng nhiều lắm nha. Tencent vang danh thị trường game với hàng loạt tai tiếng liên quan tới việc kiện tụng. Nào là suối Riot Game kiện Mobile Legends bang bang của Mountain Technology đạo nhái thời trang, nhân vật của Liên Minh Huyền Thoại. Rồi tháng 10 vừa qua, cũng chính ông nội Tencent đã bày kế để Riot Game kiện tiếp thằng Cyberfront, cho rằng đây là bản sao của Valorant. Rảnh rỗi ở không không à. Tencent tiếp tục kiếm chuyện với HoYoVerse, đơn vị liên tục cướp tấp doanh thu vương giả bên chiều của Meizu. Ban đầu Tencent muốn thâu tóm nên đề nghị mua lại. Cơ mà, éo, tao đang giàu, doanh thu đang chạm đỉnh, ngu gì tao bán lại cho mày. HoYoVerse nói, no, never. Thế là tức khí, Tencent đã ra một lệnh cấm khá là củ chuối. Khi yêu cầu tất cả các game thủ chuyên nghiệp của Liên Minh Huyền Thoại tại LPL, khi livestream không chơi các sản phẩm của Mi Chó cũng như các tựa game khác ngoài hệ thống. Dĩ nhiên, cộng đồng game thủ LPL khá là ức chế với quyết định này. Bởi nước bạn Hàn Quốc, ở cái team LCK mọi thứ vẫn rất bình thường như cân đường hộp sữa thôi. Ôi, gan ăn tức ở thì đời nào mà chả có, nhưng mà mấy cái kiểu khịa của Tencent thì với mình, nó có vẻ trẻ trâu nha. Bây giờ hãy cùng mọi game đi sâu hơn những vụ việc đình đám của nhà Tencent nhé. Giờ đã qua vụ gần nhất về Nikki đi, bởi anh em chơi game này ở động gacha của Mọt cũng khá nhiều á. Ai chơi game này cũng khẳng định rằng đồ họa của Nikki cũng được xem là tuyệt phẩm khi chi tiết tốt nè. Hình ảnh đẹp, tạo hình nhân vật ấn tượng cực kỳ luôn. Chưa kể đây là một tựa game gacha, một xu hướng mới của dòng game mobile. Ban đầu, game được gắn mác 18 cộng với những hình ảnh hết sức nảy nở của dàn nữ nhân vật ở trong game. Thế nhưng, Tencent đã làm cái gì thế này? Đầu tiên chính là drama cực căng giữa cộng đồng người chơi Nikki và Meizu. Cho bạn nào chưa biết thì Nikki được phát triển bởi một studio hàng có tên là ShipTop. Một tay hãng làm hết tất cả để cho anh em game thủ có một siêu phẩm để cày và hiến thận dịp cuối năm này. Và để cho sản phẩm này đến được tay với người tiêu dùng trên toàn thế giới, hãng đã bắt tay với EA của Trung Quốc. Có lẽ nếu được sự ủng hộ của cố máy thời gian Doraemon, ShipTop sẽ quay lại thời điểm trước khi ký kết tán thẳng vô mặt đối tác của mình một cái. Ký kết cái mẹ gì? Bởi lẽ, đây là cái hợp đồng tệ hại nhất mà ShipTop từng ký kết. Tưởng chừng như về tàu ông lớn, ShipTop có thể thả lỏng tay chân, nhắm mắt nghiền ngẫm, duỗi thẳng để hưởng thụ. Thế nhưng, lỡ tay ngó lơ xíu thôi, đem con bỏ chợ, mà chợ đây chính là 10 xu. Theo như hãng ShipTop chia sẻ, hãng sẽ không có bất cứ động thái nào can thiệp vào những hoạt động của 10 xu đối với Nikki, mà sẽ tập trung làm một tựa game khác. Câu chuyện bắt đầu từ đây. Tencent đã có những động thái đầu tiên đầy tính nhân văn, hướng tới nền văn minh chung của nhân loại với các giá trị tốt đẹp mà đơn vị này nghĩ rằng mình đang gây dựng. 10 xu kiểm duyệt tựa game này tại thị trường tỷ dân theo đúng như quy định của pháp luật Trung Quốc. Theo đó, 10 xu đã mang đến một số cải cách nhỏ, chữ nhỏ bỏ trong mặt kép nha mấy bạn, đó là che bớt, cho mặc nhiều quần áo bớt, che bớt, sửa bớt. Động thái này đồng thời biến Nikki từ một tựa game 18 cộng thành một tựa game nhẹ nhàng 12 cộng. Những cái dáng mà 10 xu cho là mời gọi, mà thực ra là nó có hơi mời gọi thiệt. Điều đó khiến cho một bộ phận game thủ Trung Quốc khá là phẫn nộ vì đã xóa đi cái cần câu newbie của tựa game này, cũng như là lý do để họ chơi tiếp. Chứ các bạn nào không biết thì Nikki thu hút game thủ không phải vì cốt truyện, mà mạnh nhất là về gameplay và đặc biệt là đồ họa. Chính cái tạo hình nhân vật quá đổi chất chi đó mới chính là cái vũ khí đắc lực nhất giúp cho 10 xu thu hút game thủ. Vì thế khi điều này diễn ra, một bộ phận lớn game thủ người Trung Quốc cảm thấy bất mãn và lên án gay gắt. Họ thậm chí spam rất nhiều ý kiến phản đối trên các cộng đồng của cả Nikki và Tencent. Tưởng chừng sau chuỗi ngày phản ứng liên tục đó, Tencent trả game về cho chủ cũ, nhưng 10 xu lại xem được. Thậm chí họ còn muốn châm thêm pháo vào lửa bằng cách kiểm duyệt luôn các đoạn chat trên nền tảng mạng xã hội. Nói là kiểm duyệt chứ thực ra họ chặn hết tất cả những bình luận tiêu cực về phía bản thân, xóa hết tất cả những bình luận mà họ cho là ngứa con mắt. Bên Tencent còn mạnh tay hơn nữa khi chơi lớn, ban luôn ạc của các người chơi có bình luận không lọt lỗ tai của Tencent.
Nếu như nó chỉ xảy ra ở Trung Quốc mà không liên can gì đến bên ngoài thì ok, mọi chuyện chỉ đến đây thôi. Nhưng lại một chữ không nữa. Tencent chơi lớn lần hai khi quyết định áp dụng luôn các chỉnh sửa đó lên bản quốc tế. Chính cái điều này làm cho game thủ quốc tế thêm phần phẫn nộ. Dĩ nhiên là anh em ta và bạn bè quốc tế chẳng muốn một tựa game global mình đang chơi là chịu cách xử lý tàu lao bí đao can thiệp khó chịu của Tencent. Thực sự mà nói thì cái chuyện này nó cũng chẳng có nóng đến như vậy đâu nếu Tencent chịu lắng nghe ý kiến người dùng. Nhưng các bạn biết Tencent là gì mà? Chính xác, EA châu Á. Đúng kiểu như vậy luôn. Ông thích thì ông cứ chơi, không thích thì thôi, đừng có đòi hỏi. Ý của Tencent là lợi dụng độ nổi tiếng hiện tại của Nike để thu hút một tệp khách hàng riêng trung thành với game. Thực tế, đưa game xuống 12 cộng không phải là một hành động đáng lên án. Bởi trên thực tế thì có rất nhiều người cũng cho rằng Nike có quá nhiều cảnh hở bạo gây nhức mắt, thậm chí là bội thực tầm nhìn luôn. Tuy nhiên, thái độ bất cần, không coi trọng hay lắng nghe người chơi, không đưa ra một phản hồi hợp lý như thế thì không hợp lý một tí nào. Mà thật sự khó mà chấp nhận được với một cái thái độ thiếu tôn trọng khách hàng như thế này được. Thành công của Nike tại điểm ra mắt là vô cùng lớn khi chỉ trong 2 tuần đầu tiên ra mắt thôi, con game này đã mang về hơn 60 triệu đô la, cỡ 1.500 tỷ đồng Việt Nam á. Điều này đưa Goddess of Victory Nike lọt vào top 5 trò chơi có doanh thu cao nhất trong tháng 11 năm 2022. Thế nhưng không biết sau vụ này thì 10 xu có giữ được người chơi như hiện tại nữa không? Nhưng mà thú thiệt, một khá là buồn rồi đây. Oh well. Cũng lại là Tencent, có vẻ như ông lớn Trung Quốc này thích làm khó dễ người chơi nè. Theo thông tin mọi nhận được thì 10 xu âm thầm tăng độ rate bằng cách giảm tỷ lệ rớt nhân vật SSR đi, nhằm khiến cho game thủ chi tiền nhiều hơn cho bọn họ, từ đó kéo doanh thu của trò chơi này lên thêm nữa, cạnh tranh sòng phẳng với Gacha Impact. Cái này có hai mặt. Mặt lợi là phía 10 xu, khi họ có doanh thu lợi nhuận cao hơn so với ban đầu, từ đó họ có kinh phí để xây dựng một tựa game phát triển hơn. Cái sau là mọt chế thêm á, chứ ai mà biết được 10 xu làm gì với số tiền đó. Mặt hại, lấy một ví dụ điển hình đi, là Genshin Impact. Genshin Impact vốn chỉ là rớt vũ khí nhân vật ngon đã rớt là thấp từ khi mới ra mắt rồi. Tuy nhiên người chơi Genshin Impact còn có bảo hiểm nữa, nên dù phải chi ra một khoản khá lớn thì họ kiểu gì cũng sở hữu được các nhân vật xịn sò. Đó là chưa kể là mỗi khi có lỗi, nhà phát hành Genshin Impact lại có một số phần quà nhỏ nhỏ bao gồm khá nhiều nguyên thạch, đủ cho anh em có thể tích cho một lần roll 10 soi nhân phẩm. Còn với Nike của Tencent thì sao? Lỗi á, cũng còn đó, vẫn chưa khắc phục triệt để. Nhà phát hành là có âm thầm tăng giá trị nhân vật vượt quá xa so với giá trị thật mà không báo trước. Điều này thật sự khiến cho game thủ cảm thấy không ổn một chút nào cả. Đến bây giờ Mọt vẫn nhận được những báo cáo là game thủ Nike chưa nhận được thư xin lỗi hay là vật phẩm đền bù các kiểu mà. Tencent mà làm như thế này thì cũng có hồi là đi theo Crossfire Legends luôn, dẹp tiệm, đóng cửa. Rồi, tiếp tục lột trần sự thật về phía 10 xu nha. Cho các bạn chưa biết thì CEO hiện tại của Mountain từng là một nhân viên cấp cao của gã khổng lồ giải trí tại Trung Quốc. Yes, chính là Riot. Đông lào gọi vui là Rito. Ủa, thế sao tự nhiên Mọt lại lôi những mối quan hệ này vào đây làm chi? Câu chuyện bắt đầu đây nè, đây, ngồi xuống kể cho nghe. Năm 2017, Mọt tạm gọi sếp tổng Mountain là ông Lý trông dễ nha. Để tên ông khó đọc quá à. Thì cái ông này, ông quyết định thành lập một công ty riêng lấy tên là Thượng Hải Mountain Technology. Và sản phẩm đầu tiên của họ chính là Mobile Legends Bang Bang. Hồi đó có tên là Mobile Legends 5vs5 Mobile. Nếu mà nó không quá thành công thì cũng không có gì để nói. Nhưng mà doanh thu bất ngờ của nó cộng với lượng người chơi khủng long của con game đó khiến cho 10 xu bắt đầu để mặt tới. Sau 7749 lần điều tra, phía Tencent mới nhận được bốn món quà bất ngờ chưa bà già, đó là họ đâu biết CEO của công ty đối thủ là chính là nhân viên kiệt xuất xin nghỉ việc ngày nào đâu. Đó, nóng mắt, tắt nụ cười, Tencent mới gọi ông em Riot đâm đơn kiện Mountain. Mò sẽ nhắc sơ sơ lại vụ kiện lịch sử này cho nghe. Rito cáo buộc phía Thượng Hải Mountain ăn cắp ý tưởng và hình ảnh của tựa game LOL đình đám của hãng. Sự thể thì Mọt Mobile cũng đã làm một cái video rồi. Ban đầu thì tòa xử ra thắng nhưng mà chẳng bao lâu chuyện cũng đâu lại vào đó. Cha đẻ của Mobile Legends Bang Bang vẫn sống khỏe re, vẫn đền tiền nộp thuế đều cho chính phủ. Thấy thằng em bất tài quá, ông anh 10 xu ra tay. Lợi dụng việc bản thân đang có con vương giả binh diệu đang chiếm được thiện cảm của con dân, 10 xu đâm đơn kiện con gà đẻ trứng vàng của Mountain. Vẫn là cái nội dung ăn cắp hình ảnh, sử dụng hình ảnh không cho phép của hãng, kết hợp thêm với việc vi phạm hợp đồng mà 10 xu bắt ký. Trong đó có điều khoản không mang tri thức kinh nghiệm khi làm cho Tencent ra ngoài và cạnh tranh với hãng. Sau đó 10 xu kiện luôn. Kết quả là Mountain thua kiện và bồi thường cũng khá khá cho bên gã khổng lồ Trung Quốc. Để cho chắc ăn hơn, 10 xu còn chuẩn bị tí lúa để mua lại Mountain, hòng để dễ bề xử lý. Nhưng mà chắc do trời độ hoặc là do ăn ở tốt, giữa cuộc chiến này có Tuesday. Một người không ai ngờ tới đó chính là ByteDance, chủ quản của TikTok, chơi tất tài vung ngay 30.000 đô la mẻo để mua luôn Mountain về dưới trướng. Có đại ca mang về, Mountain bắt đầu thu thập những chứng cứ cần thiết để bật lại 10 xu. Và sau 7749 ngày tìm, công sức đó không bỏ phí. Đến giữa năm 2022, trận chiến pháp lý 5 năm giữa hai nhà sản xuất game mobile tàu cửa đi đến hồi kết, khi phần thắng lệch hẳn về phía Mountain.
nào là bôi nhọ danh dự công ty nè, nào là thất thoát kinh tế cho chi phí kiện tụng nè, mất mấy cái hợp đồng bạc tỷ của Đông Nam Á, rồi bừa xu ăn đủ á. Số tiền đâu đó khoảng 5-6 con Lamborghini dòng cao cấp thôi thì phải, có khi hơn nữa chứ. Còn nữa, chưa còn nữa. Còn vụ kiện Hyperfront gần đây nữa, nói tới luôn cho nó nốt nha. Theo sự xúi dục của hội đồng 10 xu, Riot Games đã đệ đơn kiện nhà phát hành NetEase vì cho rằng trò chơi bắn súng Hyperfront 5v5 trên nền tảng di động là một bản sao gần như hoàn chỉnh của Valorant. Thậm chí, Riot chẳng ngần ngại gửi đơn kiện đến các quốc gia nơi mà Valorant và Hyperfront đang hiện diện, đó là Singapore, Đức, Brazil, Anh, để ngăn chặn việc NetEase phân phối Hyperfront đến game thủ. Đã chặn là phải chặn cho tới luôn. Riot còn yêu cầu bồi thường một số tiền khổng lồ cho những tổn thất mà Hyperfront đã gây ra cho Valorant trong thời gian cướp mặt trên thị trường của mình. Riot đưa ra một số nguyên nhân như là người chơi giảm nè, doanh số giảm, chất lượng giảm. Ủa? Chất lượng giảm liên quan mẹ gì? Cái ông làm ăn ẩu đó, ông đô thừa. Theo đó, luật sư của Riot cho biết tất cả những sáng tạo của Valorant đều có mặt trong trò chơi của NetEase. Việc thay đổi màu sắc kỹ năng nhân vật, một chút khác biệt về giao diện. Thậm chí, Riot còn mạnh miệng nói, nhìn Hyperfront chẳng khác gì một bản copy của Valorant. Hey, hiện tại thì chưa biết thế nào, chỉ biết đây được coi là một động thái triệt đường làm ăn với tất cả các đơn vị phát triển game mà Tencent không mua được hoặc bị từ chối. Thì cứ yên tâm đi, sớm muộn gì cũng có cái để kéo ra tòa thôi. Có khi nào Tencent kiếm cách tố Genshin Impact đạo nhái hình ảnh và màu sắc không ta? Qua mấy cái vụ này thì chắc chắn khán giả của Mọt cũng rút ra được phần nào kinh nghiệm rồi ha. Cả Mọt cũng thấy vậy thôi. Cứ tất nhiên là mặc kệ đi, ai làm gì làm, mình cứ mặc kệ cho ông lành. Gãy ông nằm liên ông thì khổ. Ý kiến Mọt đưa ra là dựa theo quan điểm cá nhân, hoàn toàn không cố ý đại diện cho một tổ chức, một cơ quan nào đây cả. Chỉ đơn giản là Mọt thấy nó thú vị. Với lại ai mà chả thích hóng drama đúng không nào. Còn các bạn, ý kiến của các bạn như thế nào, bình luận bên dưới cho Mọt biết với nha. Nhớ nhấn like, share và đăng ký kênh để xây dựng cộng đồng Mọt Mobile thêm mạnh hơn nữa. Hẹn gặp lại mọi người ở video kỳ sau. Bye bye.